Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Trong video hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và bạn số hình ảnh của đường phố cũng như là cập nhật hình cuộc sống của Nha Trang vào buổi sáng ngày cuối tuần. Giờ này cũng tầm khoảng trưa rồi vậy. Trước hình của cô chú anh chị và bạn đây là những hình ảnh của công viên 23 tháng 10 ngày nay. Thì xưa là công viên Võ Văn Ký vậy. Công viên này cũng rất là rộng và thoáng mát. Công viên này gọi là công viên rất là nhiều những cây me cổ thụ. Phía từ xa kia là con đường Dây Sen giao với con đường Võ Văn Ký vậy. Con đường Võ Văn Ký và con đường Hoàng Diệu là và con đường trần đường ngày nay bao bọc xung quanh của công viên 23 tháng 10 này, khi xưa là con đường Hoàng Diệu. Ngay góc chỗ này là có trường trung học cơ sở Võ Văn Ký nè. Ngay góc của đường Dây Sen và con đường Võ Văn Ký ngày nay. Và đây là những hình ảnh của con đường Dây Sen hướng đi xuống biển. Thời tiết Nha Trang mấy ngày nay là ban ngày rất là nắng vậy. Buổi chiều là tối là thường hay có mưa. Mưa dông. Công viên này cũng rất là nhiều cây xanh, rất là mát và công viên rất là rộng. Và đặc biệt là công viên này là những hàng me. Đây là những cây me cổ thụ rất là lớn rồi vậy. Dọc hai bên của con đường trần đường và con đường Võ Văn Ký là những cây me cổ thụ. Thế thì bên kia cũng là công viên. Qua mé bên kia thì sẽ là đi thẳng xuống nữa là giao với con đường Thống Nhất, khi xưa là con đường Độc Lập. Cây me và chỗ này cũng có một cây phường rất là lớn cổ thụ. Dọc công viên này cũng có các cái ghế đá, buổi chiều cũng như là buổi sáng có nhiều người tập thể dục và ngồi hóng mát ở đây. Ở góc này là con đường Dây Sen và con đường Trần Đường. Con đường Trần Đường khi xưa là con đường Hoàng Diệu. Để rẽ bên tay trái con đường Trần Đường này sẽ ra giao lại với con đường Thống Nhất, con đường Trần Quý Cáp và con đường Phương Xài. Hướng này sẽ đi qua đường Phương Xài, qua chợ Phương Sơn. Con đường này rất là thoáng mát luôn, cây xanh, ở ghế đá rất là nhiều. Hướng này của đường Dây Sen là đi giao xuống con đường Trần Phú, con đường Duy Tân khi xưa, ngày nay là con đường biển tuyệt đẹp, con đường Triệu Đô vậy, hướng đi xuống biển. Trên con đường Dây Sen và hướng đi lên này là của đường Dây Sen là gần khu vực của vòng xoay Mã Vòng. Phía trước màn hình của cô chú chị bạn là vòng xoay Mã Vòng, gần cây xanh của Mã Vòng. Góc này là đường Võ Văn Ký và Dây Sen. Con đường Võ Văn Ký này đi theo hướng này là sẽ ra giao lại với con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa, con đường Hàng Me. Công viên 23 tháng 10 này thì nó đối diện với ga Nha Trang vậy, rất là đẹp. Và đi mà mé bên kia là con đường trần đường giao với con đường Hoàng Văn Thụ. Con đường Hoàng Văn Thụ khi xưa là con đường Hoàng Tử Cảnh vậy. Ngay góc kia. Góc đó là con đường Hoàng Văn Thụ và con đường trần đường. Đường Hoàng Văn Thụ là con đường một chiều. Từ ở phía dưới lên, dưới vị trí này mà rẽ bên tay phải là ngược chiều rồi. Chỗ này có một cửa hàng bán trầm hương. Trầm hương khởi nguyên. Và đây là con đường trần đường. Con đường này là dọc là những cây me cổ thụ rất là nhiều vậy.
đi thẳng hướng này của đường Trần Đường là hướng ra dạo lại với con đường Thái Nguyên. Ở đây là những cây me cổ thụ rất là mát luôn, và hiện tại cũng em thấy me cũng đang có trái rất là nhiều. Một màu xanh ngắt rất là đẹp với những cây me cổ thụ thẳng tắp dọc đoạn này. Trên con đường này cũng có các cái quán cà phê, góc phố này, rồi có quán bún phở. Mấy cây me này gốc rất là lớn luôn, cổ thụ. Rất là nhiều những cây me cổ thụ gốc to. Đây là bên trong của công viên. Đối diện với công viên này là ga Nha Trang. Chúng hình của chú anh chị các bạn đó là những hình ảnh của ga Nha Trang ngày nay. Thì ga Nha Trang là cái lối kiến trúc của nó là của Pháp. Nó là một trong những nhà ga đẹp đứng thứ nhì Đông Dương lúc bấy giờ. Ga đẹp nhất Đông Dương lúc bấy giờ đó là ga Đà Lạt, cũng với kiến trúc của thời Pháp. Ở hướng này của đường Thái Nguyên là cũng sẽ đi lên khu vực của vòng xoay Mã Vòng. Ga mấy ngày nay là rất là đông khách. Lưu thông hướng này là đi xuống vòng xoay ngã 6. Ngay góc này là đường Trần Đường và đường Thái Nguyên. Rất là nhiều những cây me cổ thụ. Chỗ này có ngân hàng Nam Á Banh. Trời đang rất là nắng, có thể chiều nay sẽ mưa tiếp. Nắng gắt như này dễ mưa là buổi chiều và tối. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video nhé. Cô chú anh chị bạn xem video vui lòng nhấn like, đăng ký cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh quý vị. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Em xin mến chào cô chú anh chị bạn.